chào tất cả quý bà con cô bác. Hôm nay Phượng đi tới khu vực nhà của anh Phúc. Thì trong cái video của Phượng, Phượng quay hai anh Phúc. Một là anh Phúc Lai và một anh Phúc nữa là anh Phúc ở Sóc Trăng. Phải không anh? Anh Phúc này ở Sóc Trăng. Thì hôm Tết tới nay là Phượng chưa có phát quà cho anh Phúc ở Sóc Trăng, là tại vì Phượng đi Phượng không có gặp. Giống như Phượng nói là người nào Phượng cũng cho hết, và người nào gặp trước thì mình cho trước, gặp sau thì mình cho sau, chứ không có bỏ một ai hết. Thì lúc nào mình gặp người nào đó thì mình cho người đó, và cho đều, cho vòng tròn hết, chứ không phải là người cho người không. Và anh Phúc này là hôm Tết tới nay là Phượng không có gặp luôn á, đi ở ngoài định muốn gặp ảnh để cho mà cũng không gặp, rồi đi vòng vòng muốn kiếm ảnh để cho cũng không có. Thì bữa nay là đi dài dài kiếm coi có không, và xuống dưới đây luôn. Định là mấy lần Phượng đi xuống dưới viện center hay vòng vòng ở thư viện để gặp ảnh, để coi ở ngoài đặng có đưa cho ảnh luôn mà cũng có. Cho nên viết rồi, hôm nay là tới mùng 6 Tết rồi mà ai cũng cho hết rồi, có anh Phúc này thì chưa cho thôi. Mình phải đi tới nhà để kiếm ảnh. Anh Phúc ơi, anh Phúc, Phúc ơi, trời ơi, hình như có người yêu nào ở trọng hay gì trời. Bữa nay có điện nữa kìa. Ra đây anh Phúc. Ủa, xe đạp gì đẹp chứ vậy? Xe đạp này có bán không? Đèn gì chớp chứ hả anh Phúc? Bữa nay thì đẹp vậy, hai ông bà đến đây. Ra đây, hai ông bà xuống kiếm mà. Happy New Year, Happy New Year. Theo. Xuống đây. Hả? Hên lắm mới gặp anh á, anh Phúc ơi. Hôm nay á em định xuống cho quà Tết anh mà sao mà không thấy anh vậy anh Phúc? Hả? Em định đi xuống em cho quà Tết anh mà kiếm hoài anh không có luôn á. Hả? Trời ơi. Ông bà sao đi về Việt Nam được? Anh khỏe không anh Phúc? Vậy hả? Lúc nào anh có nói chuyện với cháu anh đổi Việt Nam không? Có mới nói hai bữa tình rồi. Vậy hả? Em ở mới đi. Không cả nha. Mình tắt cái tiếng này. Nè. Nói à, thì hôm nay Phượng đi tới đây á là Phượng gặp được anh Phúc rồi nè. Trên 3 triệu chứ, trên tàu nước Mỹ này cũng nhiều. Phải không? Nhờ anh đó mà em được nổi tiếng đó anh Phúc. Nổi tiếng không? Hả? Bởi vì đây đi em gái nó cũng nói. Thì sao? Nói sao? Thì nói coi bộ của quen sao mà biết hay vậy. Mấy đứa em gái sao nói? Nói sao? Nó nói biết thôi chứ đâu có bà con vậy. Tôi nói có bà con không mà sao không biết hay vậy. Nói anh Phúc giờ nổi tiếng quá phải không? Anh nói vậy. Anh có biết là em làm cái video của anh là 3 triệu, hơn 3 triệu người coi không? Và làm video của anh á là được nhiều nhiều bà con cô bác ủng hộ em lắm. Biết anh á, mà nói chung là em làm á thì em cũng muốn giúp anh để anh đi về, nhưng mà sau em có liên lạc được người nhà người thân của anh, rồi người thân người nhà kêu anh đi về luôn, mà sao anh không có về? Anh có thể nói cho em biết rồi quý bà con cô bác biết không? Giấy tờ ở đây chưa xong gì hết, đến với nữa cũng gần Tết rồi. Giờ bỏ qua Tết nhưng nữa gần quá, mọi việc ở đây chưa xong, chưa được đâu gì đâu. Sự việc gì mà giữ vậy anh? Mình chưa biết nhưng mà thứ gì như thế nào, cái đợi thời gian nó có khoảng tháng hai tháng nữa coi sao. Thì lấy tiền ở trong nhà băng ra hết chưa? Anh Phúc, hôm đó em có nghe nói người thân anh nó có mướn chỗ, mướn nhà cho anh ở luôn, mà sao mướn xong rồi anh chạy xuống đây là sao? Mướn. Hả? Mướn là mướn ở mua theo anh lẫy. Không, muốn phòng luôn á, chứ ở motel đâu, ở mỗi motel. Trời ơi, anh nói em tức cho anh lắm luôn.
đâu có đâu. Hay là ở đây mình tung hoành ngang dọc nó khỏe hơn. Bà cũng sống khác biệt hơn. Mình muốn đi thì đi, muốn ngủ thì ngủ, còn muốn phòng á thì nhiều khi bị cửa gào nó chặn. Vậy hả? Nhưng mà tại vì bữa hổm á em có nghe nói á, là anh á, là mướn phòng cho anh rồi, cái là anh bỏ anh đi xuống đây chùa à. Ở mấy ngày. Đi lên chùa hả? Rồi sao đi mua theo ở mấy ngày thấy hiền quá, mấy sự việc đó. Dạ. Rồi thôi đi, từ xuống đây đi đợi thời gian coi sao. Rồi thấy một sự việc đâu rồi đó. Rồi. Ừ. Có rồi bước lên nhà. Ở vòng 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 cũng vậy. Anh Phúc, người anh có định là chừng nào đi Việt Nam được không? Hay là người nhà đồ ha, đợi làm giấy tờ đồ ha sao? Nói với anh chị em bà con gần bước Tết về, Tết về không mà mình về không được. Mình coi cuộc đời khoảng Tết. Một thứ gì đâu rồi đó, hay thế là Tết không có. Bây giờ Tết xong không, rồi không đó. Bye bye nữa. Nay thấy mặt anh phong độ ghê á, tướng tá rồi coi ngon cơm hơn hồi trước á. Nha, đâu anh dở cái, cho em dở cái nón anh coi, coi có tóc dài không? Dài đâu ơi, dài tóc, anh. Nó hết tóc rồi. Đâu đâu dở lên coi coi em nhìn coi tóc dài nha. Yeah. Hết tóc rồi. Hết không em hết cho. Còn có mấy cậu mình hết không, rồi hết. Không, tép cái này cho gọn không? Vậy hả? Tóc gụng hết rồi hả? Để nguyên phải không? Sáng giờ có ăn uống gì chưa anh? Không ăn. Ăn cái gì? Vậy hả? Anyway, video mà để với tất cả các bạn đã lắng nghe trên phường website quay mình cũng mấy lần. Nhờ quay anh mà em được nổi tiếng á. Ở trên cái trang web này thì thank you các bạn đã nhìn xem và biết được một sự việc diễn biến ở nơi đây như thế nào, và tất cả mọi thứ một sự việc tất cả các bạn cũng sẽ biết là sao bây giờ sớm được lên bờ. Ta dắt lên bờ mà không chịu lên, mà cứ nói sớm lên bờ hoài. Một sự việc gì, một sự việc gì trong dắt gì vậy? Dắt là mình dắt mới lên được chứ có nhà cửa mà. Bờ kiếm vợ con rồi chứ trời, nằm đây nằm phơi hoài sao chịu nổi anh? Con vẫn đang chưa xong nữa, lo vợ con gì? Mình đi lên bờ mình kiếm việc làm gì không? Không anh Phúc, bây giờ có ai mướn anh đi làm rồi anh làm không anh Phúc? Em nghe nói hồi xưa là anh là kỹ sư mà phải không anh Phúc? Có đâu. Ở, nghe nói anh là hồi xưa là anh là giàu có lắm, anh làm ra tiền nhiều lắm luôn á. Hả không? Ừ. Không ai xin tiền đâu, giấu hoài. Hả? Nếu mà vậy đâu có đi xuống dưới này thôi. Không, vì một con người ta mình cũng không biết trước được chuyện gì xảy ra, phải không anh Phúc? Có nhiều khi mình bị một chút xíu gì vấp ngã cho nên mình không có đi lên thôi. Chứ không phải mà hồi trước là anh không làm cái gì mình đâu. Mình xuống dưới đây á, mình muốn tìm hiểu những sự việc của mình liên quan tới mình. Hồi trước mình không biết đó, cách này 8 năm, 9 năm rồi. Dạ. Xuống đây mình học hỏi, tìm hiểu. Bước lên bờ không có hội, không có hội mình bước lên bờ đâu. Hai năm lần bước lên bờ hiểu được 85% mà hiểu được sự an toàn. Mình bước lên bờ, không có cơ hội, tại vì mình xuống ở đây mọi thứ mình sẽ không làm khác được. Thì bây giờ mình hiểu hết mọi thứ, coi như cũng gần 100% 98% thì mình hiểu hết tất cả mọi thứ mình sẽ được dễ an toàn. Mà mọi thứ mình vẫn còn ở dưới đây là tại vì không chưa có hỏi thôi, chắc không lâu nữa. Dạ anh định ở dưới đây là bao lâu nữa? Có cơ hội là bao lâu nữa mới đi về? Đời đến bước lên mấy người này giải trò hoài rồi không muốn giới thiệu. Bao lâu nữa làm tụi em biết chứ trời. Tại vì á, mọi thứ mọi chuyện việc á, các bạn cũng không biết rồi. Anh chọn việc lớn lao cả thế giới này, mà đồng tiền nhiều chừng nào nó khỏa lấp mình nhiều chừng ấy à, thì họ lấy được tiền rồi, họ đâu bước mình lên bờ, bước lên bờ á, họ sợ mình lấy lại tất cả mọi thứ mọi chuyện.
thế giới này, một quốc tình sống hy vọng tất cả mọi người cũng thấu được và lên tướng mình khỏi mình chính phủ này và chính phủ trên toàn thế giới nghe được những lời này và giúp giúp mình có những người nào lấy cần cho đồng tiền của mình. Bây giờ anh muốn nhiều người giúp anh gì? Nó lớn lên đi. Giúp mình về sự việc mà người ta đã nhận vô cướp lấy đồng tiền của mình. Ai cướp lấy đồng tiền của anh? Thì những người đã biết. Bây giờ anh nó muốn người khác giúp thì anh phải nói là ồ người nào cướp lấy đồng tiền để người ta biết, người ta mới giúp anh chứ chờ. Đúng không? giúp mọi sự việc mà anh cứ nói người ta cướp lấy đồng tiền. Nhưng mà em cũng muốn biết là người nào cướp lấy đồng tiền. Nhưng mà mình nói ra thì tất cả mọi người trên tìm hiểu vào trang web của mình, đi vào cái database của mình tìm hiểu tất cả mọi thứ mình sử dụng. Vào database của anh hả? Được chưa, trang web. Trang web gì? Đọc lên. Lên check coi Facebook bắt không? Nó lớn lên nó nghe nó xíu xù nghe. Cấp trước mình có lên tiếng gì trang web mà cứ là www.com www.com mà anh người ta lấy cái web đó rồi hay là bậy bạ cho nó tôi không biết nữa. Bây giờ vợ chồng em muốn giúp anh mà giờ anh cứ nói người ta lấy tiền anh mà giờ đâu cái người nào mà lấy tiền đâu chỉ ra làm sao mà biết được giúp cái mọi sự việc hoài mình đâu có lên bà người ta cấm hết cái người họ mình hung thủ là ai, đàn ông hay đàn bà? Trời ơi. Bây giờ anh chỉ em đâu có lấy tiền anh đâu. Nói chuyện người này qua cái giọng nói của người ta thôi. Các bạn trên giùm mình coi trên website coi cái đất nước mà kể là Việt New á, Việt New Việt Public checker nó có trên lên trên thế giới không ạ? Anh có giấy tờ gì đất không? Nước của mình, đất nước mới của mình. Chắc không tụi con phải có giấy tờ này. Đâu cái giấy tờ nào chứng minh là người khác lấy tiền anh không? Mới làm gì được, mới biết gì đó trên đó sống với tầm này ai cũng biết mà. Dạ, tại sao em cho trang em coi web không? Tại em muốn giúp anh. Anh nói nhiều người lấy. Em bấm trang web lên coi coi. Trang web gì? Trang web đó, trang web coi trên đó đó. Rồi sẽ biết được liền. Trang web gì? Trang web trên đây đó. Trang web thì giờ kêu em bấm nè, bấm trang web gì? Đúng trang web của em. Trời ơi, trang web em là trang web gì trời? Nó có nợ số gì chẳng không? Nó cũng vô trong web cái này không biết từ sao người ta lại lóc của mình. Cái hướng này là hướng này sáng quá trời. Anh Phúc dạ. Anh xài phone về một tháng anh đóng bao nhiêu tiền? 150 đồng mà hôm qua đi lên nó cúp mẹ lên. Sao vậy? Rồi nói nó bây giờ mày tính tao quá trời nhiều tiền rồi. Nó trả lại cho mình bao nhiêu? Nó review cho mình 100 mà. Vậy trả 50 bạc đó. Một tháng trả 50 hả anh? Không, một tháng tổng hết trơn 100 mấy. Vậy hả? Không có tiền trả mấy tháng rồi. Mẹ nó tại sao mới trả được lần này? Sao cái này vô không được, mấy trang web này vô không được, không biết sao nó được gì. Phúc hôm Tết tới giờ đó anh có đi vòng vòng rồi nhận quà Tết rồi không anh Phúc? Có đi. Sao vậy anh? Hả? Mình đã dưới đây không anh, đâu đi đâu rồi. Có đi vòng vòng nhận quà Tết rồi không anh? Vậy hả? Rồi anh không đi vòng vòng rồi lấy gì ăn? Thì đi kiếm đồ ăn. Rồi mình kiếm thôi. Vậy hả? Cái gì vậy? Bấm cái này vô không được. Anh Phúc hôm trước em xuống dưới đây nhờ quay mấy cái video của anh mà cả thế giới ai cũng biết anh với em hết trơn á. Em cũng rất là cảm ơn anh. Rồi cái dịp Tết này nè, em định là đón anh ở vòng vòng ở trên mấy cái chỗ mà phát đồ từ thiện á, để em cho đồ anh mà không có thấy anh lên. Tại sao vậy? Mấy hôm nay anh không lên trên để nhận quà từ thiện rồi. Đâu thôi, đi vòng vòng cũng nhiều lắm. Ở dưới thư viện rồi đó, gì dạy dưới thư viện, không thôi là ở gì dạy bên đường center rồi nè. Cũng đi vòng có đi không? Đi cái lúc đó là không có. Anh đi xuống thư viện ngày chủ nhật á là người ta cho nhiều lắm anh Phúc.
Ừ, ngày chủ nhật á. Mà hỏi thiệt nha, sao không chịu lên bờ vậy? Đúng cái câu hỏi đi lên bờ đưa ở đâu giờ? Trời ơi, bà con toàn giàu không có thứ ban khác á, rước anh đi lên trên bờ hoài đó mà sao không chịu lên vậy? Anh có người bà con bên tiểu bang khác á, hôm trước gọi cho em đó. Tên gì á? Tên Phúc luôn á. Sao vậy? Cũng tên Phúc luôn phải không? Anh có người bà con cũng tên Phúc luôn phải không? Ông nói ông rước mình cho ông thôi sâu sâu cho ông đồng mất kêu. Anh nhớ ông đó không? Biết chưa? Ông đó là con ai vậy? Con của người bé. Ờ, con người bé. Hôm trước có anh đó gọi nói nhờ em á, đi kiếm anh để kêu anh lên trên ở, chứ ở dưới đây cái chòi sụp sụp như vậy. Ông cúp đâu mất kêu luôn rồi. Vậy hả? Ông không ở Washington. Vậy hả? Dạ, anh có muốn nhắn gì với anh đó không? I used to come over, right? And I used to have like things, whatever, to sell, or money. And he's like, this is for my family, for my sister, huh? And then he would think that, you know, I found his family. It's my family. What the heck are you talking about? Trước em nghe anh nói 8 năm rồi, giờ nó 4 năm. 4-5 năm ở đây, nhưng mà ở bên kia. Vậy hả? 8 tháng làm mấy năm. Vậy hả? Rồi chỗ này giờ mưa có giọt không anh? Không. Che đó. Ai che cho anh cái này vậy? Mình tự che. Vậy hả? Tại vì tính lên bờ sớm bây giờ không có làm. Chừng nào anh lên bờ anh cho em cái chỗ này nha. Xuống đây ăn bà, xuống đây làm gì hả? Chịu không? Hả? Thì Tết thì thấy hoàn cảnh của mấy anh như vậy thấy khổ quá, mà giống như vợ chồng của em á, cũng muốn giúp mấy anh nhưng mà không biết giúp như thế nào. Thì tụi em cũng làm bên cái chương trình từ thiện, thì nhờ mấy anh chị cộng đồng trên mạng thì gom góp tiền lại cho hai vợ chồng em để mua mấy cái quà để cho mấy anh, để anh ăn rồi sống qua ngày. Không có lên trang web được. Không có lên trang web. Thì bây giờ thì hôm Tết tới nha, anh Phúc, bây giờ hôm Tết tới giờ thì vợ chồng của em chưa có tặng quà cho anh gì hết. Thì mấy anh chị khác thì vợ chồng em cũng tặng quà nhiều lắm rồi, nhưng mà có riêng anh á thì không có tặng quà. Thì bây giờ sẵn đây anh có muốn đi chợ rồi không? Thì hôm nay em tặng cho anh một cái chuyến đi chợ Lion Market nè. Anh vô đó anh thích mua cái gì thì em sẽ trả tiền cho anh, và một lát em sẽ cho anh bao lì xì. Ok. Hả? Lâu mới đi vô đây chợ. Thì anh bây giờ em chứ anh không, anh vô đây anh á, anh thích mua gì thì tụi em hai vợ chồng em sẽ giúp cho anh, trả tiền cho anh để anh mua đồ ăn. Anh có mua đó, trước giờ bán đi trước. Không muốn ăn vịt quay, heo quay rồi không, đi ra ngoài đó. Không dám ăn. Sao vậy anh? Bị xỉu mấy lần rồi đâu dám ăn. Sao xỉu? Chắc bị cao máu vậy hả? Bởi vậy tới giờ không dám mua nấu đồ ăn nữa. Bình thường bây giờ anh ăn cái gì? Hamburger. Hamburger hả? Thì bây giờ ăn hamburger thì em dẫn anh đi mua hamburger ăn không? Em mới ăn vậy hả? Tại vì dịp Tết đó, hai vợ chồng em cho quà cũng nhiều lắm cho mấy anh. Nói chung là lớn lớn tuổi nhưng hoàn cảnh giống như anh, là em nghĩ là anh là không có đi làm được rồi. Em nhìn thấy anh là em nghĩ anh đi làm được rồi đó. Anh không đi làm được. Hôm nay em nói thẳng trước ống kính là anh Phúc này là không có đi làm. Em nghĩ đi làm không ai dám hướng đâu. Chỉ có giống như bây giờ nhờ cái tiền của quý bà con cô bác anh chị xa gần gửi gắm cho Phượng để Phượng giúp ảnh thôi, chứ anh Phúc thì qua cái lời mà nói chuyện với tiếp xúc với Phụng quay cho quý bà con cô bác thấy đó, thật sự ra là mặc dù anh Phúc còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp trai, nhưng mà khổ con cái là anh không có đi làm được đâu. Thì Phụng nói như vậy mong quý bà con cô bác thông cảm. Thì hôm nay thì đi tới đây là tôi cũng tội nghiệp ảnh lắm. Hôm Tết tới giờ là Phụng chưa cho ảnh cái gì hết á, ai cũng cho nhiều quá rồi mà chưa cho anh. Thì thôi bữa nay bây giờ
anh đi qua bên chợ Lai Anh đi, dạo chợ cái đi, lâu lâu anh em mình dạo chợ đi. Đi vô lắm trời. Hả? Thôi giờ đi dạo qua bên Lai Anh cái đi, đi chơi. Đi qua bên xe em đi. Qua xe em đậu bển á. Đi lên xe rồi ok, không đi dạo. Đi qua xe em, đi qua xe em coi có gì em cho anh thì anh thích thì anh lấy. Còn anh muốn đi chợ thì em dắt anh đi chợ. Còn anh thích thì lấy cái đồ này. Em cho anh đồ ở trong xe tùy anh. Coi như là cho anh nhiều cái option, nhiều cái lựa chọn phải không anh? Hả? Yeah. Coi như là người đến sau mà cũng phải ưu tiên cho người ta cái mấy chị anh chị trước là không có dắt đi chợ. Nhưng mà anh là cho quà muộn, ưu tiên cho anh cái là cho anh đi chợ. Phải không anh Phúc? Mấy anh chị kia là em giúp là em đưa tự tay em mua sẵn rồi, nhưng mà anh là đến sau thì trong xe em cũng còn, nhưng mà không mua. Em để phần quà thêm nữa là bù đắp cái là cho sao cho trễ là cho đi chợ. Cho đi chợ đây anh, muốn mua cái gì mua. Dần dần đây là Phương nghĩ là anh Phúc á, ổng ở đây cũng lâu rồi, ổng ăn ba cái đồ này á chắc cũng lâu lắm rồi. Để mai mốt mà nếu mà có dịp Phụng đi xuống đây á, Phụng sẽ chích ra một chút xíu tiền gì đó và đi tới đây nữa. Cái chị không quên chị Yến là thương hiệu Lee Sandwich của chị Yến nè, anh Phúc anh cũng có mua ủng hộ nè, rồi mua bánh bía nè, thích ăn bánh bía của chị Yến Ly Sandwich nè, không đó thì như bánh bía nhiều rồi nha, anh này là thích ăn bánh bía nha, phải không? Rồi anh đi qua bển đi, em sẽ như mua cho anh mấy bịch bánh bía, phải không? Thích ăn bánh bía không? Không, mua về hai bịch ăn đi, ngon phải không? Con gái đi qua bển đi, đi chợ đi, em anh mua đi, em trả tiền cho. Thì thương hiệu Ly Sandwich của chị Yến chỉ có bán bánh bía này nè, cũng rất là ngon. Thì hôm nay là em coi như mình hút hủ chót nha ha. Bình thường á, em nói anh nghe nè, hút đầu á mình đóng hụi á mình mệt lắm, mình hút sau thường mình là người đến sau được ưu tiên cho đi chợ. Phượng nói vậy thôi chứ mấy anh chị trước á là Phượng mới đi Costco thì cái quà là đầy đủ hơn, nhưng mà hôm nay á là ngày mùng 6 Tết rồi thì Phượng cho cũng nhiều anh chị lắm rồi, cho nên cái quà trong cái xe Phượng á là có cái á, thì cũng còn, nhưng mà có cái á, thì cũng hết, cho nên không có đầy đủ thành thử như, như vậy á, cho nên Phượng mới kêu anh Phúc á là đi chợ. Nó không rồi, lòng em thì lúc nào nó cũng bao la hết á anh, bao la gì nó lòng em bự lắm, lòng em bao la như biển Thái Bình. Trời ơi cái gì của gì trong đây quả dữ vậy anh, có học tròn không? Không, không là gì đây có đó không? Không, không, không. Mình á thật sự nha, người Việt Nam mình qua bên Mỹ sinh sống mà có nhiều anh chị á cũng giàu có, và có nhiều anh chị á thì không giàu có, nhưng mà em rất là vui mừng mà nhờ mấy anh chị khá giả giàu có gom góp chút đỉnh tiền cho em để em giúp cho mấy anh. Qua lâu chưa hai ông bà? Qua đâu lâu, chân ướt chân ráo, chân ráo cả nhà rồi, chân còn đạp đất tùm lum ấy, móng chân còn đóng phè. Trời ơi qua đâu luôn, tiền không? Ừ,
gì mà không cho tiền? Ai không muốn ở nhà lớn, nhà cao, cửa rộng. Được không có tiền không thì thôi. Em thấy anh ở như vậy mà vậy chứ mà anh đỡ thừa còng lưng á. Phải không? Thích ngủ ngủ. No future. Thích đi đi. No future. Không có tương lai. Không có tương lai gì hả? Anh bây giờ anh đâu cần tương lai đâu. Anh cứ ngày nào cứ ngày nấy vậy là được rồi. Cố gắng không có trò nhiều có được rồi. Cố gắng không? Cố gắng. Cần gì tương lai gì nữa, ngày nào như ngày nấy. Bữa hôm trước đó, có nhiều người muốn làm gì có tương lai mà anh đâu có chịu đâu. Phải không? Anh cứ muốn là như vậy là đủ rồi. Cái lâu đài vậy đó. Web nào có, mà tới dữ 1.500 tỷ. Ở đâu ông nào? Có coi đó là tên gì Chu gì. Ông nào giàu dữ vậy? Hả? Ở đâu? Thế hả? Không có chắc tên gì. Không có quay ở đâu. Để nói đâu. Thế hả? Không có. Cắt. Trời ơi. Giờ đó, anh là thuộc dạng là nó đến thời ly người sau cùng á, là thuộc dạng là con cưng. con út là con cưng cho nên dắt đi chợ luôn. Cháu lỗi anh trai, Tết không có cho quà. Giờ hết quà còn tiền. Cháu lỗi nha anh trai, đón anh hoài mà kiếm không ra, bữa nay mới lùng thục mới kiếm được anh á. Như em là người nào em cũng cho hết, không bằng lắm. À, bây giờ lấy xe anh trai ơi, anh trai vô anh trai cứ lựa nha anh trai. Bây giờ mình lấy hơi xe mình riêng ha anh. Đúng rồi. Quay ảnh. Xì dầu lớn hơn chút nữa đi anh, trai nhỏ quá. Nấu ăn ngon hơn.
thu. Cá chét thì nha, mới ngon không ạ? Sau này nó làm cá chét. Thêm đi, mua thịt không? Em mua cà phê được không anh? Không. Trái cây được không? Mì tôm mì gói gì không? Nha, 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 nha. Cái gì? Mì tôm mì gói gì nha? À, không cần đâu, không cần đâu. Mua chocolate thay. Yeah, chocolate thay. Rồi mua gì nữa không? Vốc đồ ra hả? Low price. Good, thank you. Ờ, tính gì? Okay. Cái này đưa cho anh Dương nè, chị Ba. Anh này anh Dũng phải không? Anh Dũng, chị Ba gửi. Cái này là cô Nga gửi 50. Còn có cô này không chịu cho tên tuổi. Trong đó là 200 đồng. Rồi, để đây chút tiền luôn. Dạ. Cảm ơn cô không có tên tuổi. Ờ, chị, cô không chịu cho. Cái này chị Ba. Chị Ba là 30. Dạ. Chị này Ba chị nè. Nghe. Rồi bây giờ chị tính tiền giùm em đi. Dạ. Một chị giấu tên. Rồi gửi cho Phượng 200. Như chị Nga thì 50. Cô chị này Ba thì 30. Rồi xong. Sao? Anh Dũng khỏe không? Chị mang thấy đẹp vậy, tóc không dám đẹp đâu, đẹp vậy, xíu, dám đẹp đâu, đẹp thêm khác đẹp. Bữa nay Phượng dẫn anh Phúc đi chợ, anh Phúc này là Phúc còn chót chị, người mà em cho quà Tết cuối cùng. Ờ. Là mấy bữa Tết đó, em đi em có gặp ảnh, dạ. Trong tuần qua em đó, em kiếm mới gặp. Ê, bây giờ hỏi này, bà chủ lầy xì cho tôi đã hứa là lầy xì của bà tôi sẽ cho hết vô giúp đỡ mấy người vô gia cư. Bây giờ em muốn lấy tiền hay là em muốn chị Linh, em lấy tiền em muốn đi mua đồ cho mấy người này thôi. Còn không á, em muốn thì chị Linh đặt khẩu trang này cho mà đưa tiền cho mày, mày muốn mua gì mua xưa ha. Chị. Ok, tuần sau anh tới nha. Hay là tuần này đi, thứ bảy đi. Thứ bảy chúng dần nào cũng được. Em đem tiền ra nha. Tại vì em đã hứa là cái tiền này thì của bà cho lên đó. Em ra giữ vậy. Giống như là nặng dữ. Đâu phải đâu.
em tưởng tượng giống như cục tiền á. Nói chung có đèn xì thì chị Linh cho hết vậy thôi. Không như là đem ra giữ vậy trời. Giống như nặng nề dữ lắm đúng không? Giống như bao tiền vậy đó chị Linh. Em cảm giác đi tại sao mày không bỏ vô túi? Em cảm giác giống như bao tiền chị đem ra cho em vậy đó. Có nào được bao không chị Linh? Hả? Bao tiền em ra cho đó, tao đi hành tôi kiếm lấy cho mày. Bữa nay anh mẹ em thích ăn kẹo ăn bánh dữ hả ta? Dạ, kẹo bánh của anh ơi. Cái này ngon lắm không Phượng? Bốn cái đó, ông lấy cho mày bốn cái đó. Ngon ha chị hả? Ờ, ngon ha. Anh Dũng khỏe anh nhở? Bây giờ tao đưa, để tao coi người nào có tao lấy tiền tao đưa luôn. Thôi đưa chị vậy trời. Mày anh mày qua đây không? Chị Linh, chị đưa em là chị muốn em không ghé hay gì? Đâu phải. Để đưa lắm nhắc em ghé hoài. Ai chị Linh biết em mà bụng rộn mà. Không có đâu. Để đưa lắc nhắc đi em ghé hoài chứ trời, đưa lần một chút luôn là sao? 280. Thiếu là lấy tiền chị vô luôn đi. Thôi mày lấy đi. Đây thôi. 100 nè. Bữa nay là chị Linh chỉ cho 200. 600. Rồi 300, 320 thôi đó. Nè 320 em. Rồi. Một năm chị Linh làm được 600 tiền lì xì chỉ cho bữa nay Phượng lấy hết. Rồi cảm ơn nhiều nha Phượng, cảm ơn anh Dũng. Tại vì Phượng là vợ bé của chị Linh cho nên chị Linh chỉ thương, chỉ làm nhiêu lì xì chỉ đưa hết à. Phượng nói vui vậy chứ thật sự rất là cảm ơn chị Linh đã rất là giống như có cái lòng. Tay mày đau không? Giúp đỡ mấy anh chị người vô gia cư. Thì cái tiền này á là anh có thể giúp mình khiêng cái thùng này được không anh? Okay. Dạ, cái này xong luôn rồi tính luôn rồi. Được rồi, khỏi. Nào quên này nè, tiền từng lắm. Trời. Chị Linh bớt 20% rồi. Bữa nào hết cho em đi chỉ nha chị Linh. Ờ. Bữa anh nó nào tuổi đi lại nhà chị ở. Chị cưới luôn. Dạ chị. Chị cưới em luôn. Dạ. Hôm nay á Phụng đi tới chợ Maxim thì cũng thấy có một anh Việt Nam người vô gia cư thì ảnh rất là cần sự giúp đỡ của Phượng, nhưng vì hoàn cảnh gia đình cho nên ảnh ngại khi mà Phượng quay cái video trước mặt cái ống kính, phải không anh? Dạ. Cho nên ảnh nhờ Phượng giúp đỡ thì Phượng lấy 50 đồng của chị Yến, chủ thương hiệu Ly Sông Quýt, gửi cho anh Việt Nam trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì hôm nay thì em cũng muốn giúp anh. Ảnh để cái bảng nè. Hát Ly Không Lát. Dạ. Thì em gửi cho anh. Cái này là của chủ thương hiệu Ly Sông Quýt, chị Yến. Cảm ơn anh chị, cảm ơn anh Lâm với chị Phượng. Không có gì anh. Thì anh gửi lời cảm ơn cái chị. Cảm ơn chị Yến. Ly Sông Quýt gửi cho anh cái tiền này. Dạ, đã tặng rồi qua quà ăn Tết. Tiền ăn Tết. Rồi. Dạ. Bye bye anh nha. Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe nha. Chúc anh sức khỏe nha Lâm. Rồi không có gì. Rồi. Đường nào?
Sẽ ven bên kia. Thank you. Bây giờ anh Phúc ơi, dùm. Trời, mấy cái này mua dữ vậy hả? Mua cho nó. Cái đó vậy chứ mấy anh hôm lết thích lắm. Rồi, bèm. Mấy đó ngon mà. Phải không? Ngon không? Đâu có ăn hả? Tiện phải không? Khỏi nấu. Rồi. Bữa nay Phượng đi dắt anh Phúc đi chợ. Quà thường thường ta nói quà đầu năm. Còn anh nó dư nè. Quà. Cái nữa nè. Đó, cái đó của anh đó. Đi đi. Lấy một cái đâu hình trước cho anh. Cho anh luôn. Nè, lại mở cái cửa đi, anh ngồi. Ngọt không? À, bữa nay là anh Phúc nhận quà đầu năm nha. Phải không? Đầu năm qua lát thì sao? Chị à. Bánh này tính gì? Bánh này chị Linh tìm Maxim tặng đây phải không? À, bánh ú. Một cặp bánh ú của chị Điệp gửi cho anh. Dạ. Thêm cái nữa không? Chị Điệp có anh Lan không? Có. Có bịch nào bự không? Không có bịch bự, cái này thôi. Hai bịch được rồi. Cái bỏ vô nha. Này là coi như là trúng bánh rồi đó ha. Trúng bánh. Spam nữa nè. Anh ăn gạo của bé không? Lấy trời lại nó có rồi. Đó, có đó, biết nghe nãy đừng mua. Cho xem cái bếp ra. Cái bếp ra bỏ hộp. Mẹ nó ta lấy. Cái thằng ra gần mãi ra gần lấy. Bếp ra này của anh Đông. Đông Tiên gửi tặng cho anh nha. Đông Tiên. Anh chị Đông Tiên gửi tặng cho anh. Dạ. Đông Tiên gửi tặng cho anh bếp ra. Có gà. Chị Hoa Hồng ở bên Arizona. Đó không anh? Dạ. Ủa, chị Hoa Hồng ở bên Arizona. Chị Hoa Hồng hả? Dạ, Hoa Hồng. Để anh gửi lời cảm ơn chị Hoa Hồng với anh chị Đông Tiên đi. Chị Hoa Hồng là đấy.
Hội An ở bên Úc gửi tặng anh. Ở Úc lại đó hả? Má ăn thử coi dừa không, mới lấy con dừa thì em không có cho. Cái này nó nhỏ quá thôi, chứ nó lớn gì. Được không? Được không? Coi như ngon lành ha. Nè anh, gửi lời cảm ơn anh Hội An ở bên Úc đi. Bữa nay có món quà cô coi như các bạn gửi giùm qua bên phòng à, gửi đến giùm tụi mình à, đi chợ mua gì cũng kinh rồi. Chúc bạn ăn ta sắp hết. Đây, đi. Cho Phượng để Phượng làm những công việc này. Và Phượng thấy anh Phúc như vậy Phượng rất là thương. Anh Phúc nằm trong cái hoàn cảnh là không thể nào đi làm được, cho nên giúp được cái gì giúp. Đi làm được, tại vì giúp không đi được thôi. Một người là tạo được một niềm vui đó anh Phúc. Phúc ơi, giúp được một người là tạo được một niềm vui. Hả? Nhiêu đây ăn bao nhiêu lâu hết năm phút? Hả? Hả? Tháng hả? Khi nào ăn ăn ngán rồi ăn không hết kêu em nha. Chú ăn khổ. Bóp em mà phải không? Bóp lấy xe rồi. Kêu anh Phúc coi xe lên coi. Coi con chở này là con cuối đi. Thịt tối.
Về bỏ bao giùm em nha. 2-3 cục chưa đủ. Hả? Để đây tí nữa đốt. Đốt không? Đốt. Quá đuối quá mệt. Chiều hai ông bà bữa nay bỏ chút thời gian ra tính tặng mình món quà đi chơi. Vậy hả? À, nói lớn lớn lên anh nói nhỏ quá em nghe. Không nghe. Nói sao? Cũng nghe mà, nhưng mà tới đó người ta dặn người ta nghe được tiếng lớn à. À vậy hả? À, tiếng mới cấp lên lớn. Ừ. Rồi thôi, bây giờ em giúp anh đem món quà Tết xuống cho anh. Món quà đầu năm này thì năm mới em cũng không có gì hơn. Chúc anh Phúc nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Mau mau sớm đoàn tụ lại gia đình. Chứ ở trong một cái chòi như vậy rất là cô đơn, hiu quạnh, rất là buồn. Thì em cũng thay mặt nhiều anh chị để gửi gắm cái tiền cho em để em đi chợ, thì rất là cảm ơn chị Hoa Hồng và cảm ơn anh chị Đông Tiên đã gửi tiền cho Phượng để Phượng làm được việc này, và cảm ơn nhiều anh chị khắp nơi trên toàn thế giới đã chuyển tiền về cho Phượng để Phượng làm việc này nữa. Thành thật cảm ơn. Thì hôm nay là ngày mùng 6 Tết thì coi như là cái Tết qua đi rồi. Mùng 1 Tết thì em không có đem quà xuống cho anh thì cũng thành thật nói lời anh đừng buồn em nha. Có gì đâu buồn. Thấy không? Trời. Thì hồi nãy quýnh quán quá anh, em có khoe cho anh coi là em có nhiều bao lì xì của chị Yến Ly Sam Quýt gửi cho anh, nhưng mà vì lo xách ba cái quà của anh rồi không có quải cái giỏ đi theo cho nên quên. Thì giờ đi xuống đây thì em gửi cho anh 50 đồng của chị Yến Ly Sam Quýt, gửi cho anh món quà lì xì 50 okay. đồng đầu năm. Cảm ơn các bạn. Anh gửi lời cảm ơn chị Yến đi. Chị Yến Ly Sam Quýt và đến gửi tất cả các bạn ở xa, ở Úc Châu, ở Louisiana và cũng các tiểu bang khác, ở trong vùng thành phố San Jose, California này. Tình thương các bạn. Happy New Year. Rồi. Rồi, cảm ơn anh nha. Mọi sự việc may mắn sẽ được mang đến với tất cả mọi người, người Việt cũng như bởi tiếng người dân trên thế giới này. Nó luôn thân nhân đồng hồ nước Việt Nam. Rồi. Anh chị em đồng hồ mà. Happy New Year. Nó mới phát tài. Bây giờ ba cái quà này rồi em. Rồi thôi bây giờ em gửi quà rồi cho anh xong xuôi hết rồi nha. Trời cũng sụp tối rồi. Em chuẩn bị em lên trên. Em bye bye anh nha. Bye anh. Okay, Happy New Year. Ok, Happy New Year. Rồi. Hôm nay thì Phượng đi tới đây thì Phượng cũng đưa hoàn thành xong nhiều anh chị vô gia cư đầu năm cuối năm đã hoàn thành mấy món quà của nhiều anh chị gửi gắm cho Phượng. Thực sự ra Phượng rất là cảm ơn chị Linh đã bỏ ra một công một năm trời để làm việc và lãnh được 600 đô để chị tiền lì xì Tết của chị trong cái chợ đó, coi như chị làm việc được một năm là được lì xì 600 đô và chị lấy toàn bộ 600 đô chị gửi cho Phượng để Phượng giúp đỡ mấy anh chị người vô gia cư. Một lần nữa Phượng xin chân thành cảm ơn chị Linh chợ Maxim đã gửi gắm cho Phượng 600 đô này, và cảm ơn nhiều anh chị, một chị ẩn danh gửi cho Phượng 200 đô và chị Ba gửi cho Phượng 30 đô và một chị Nga gửi 50 đô hôm nay ở chợ Maxim. Rất là cảm ơn, và cảm ơn tất cả anh chị đã gửi tiền cho Phượng gần xa trên toàn thế giới. Phượng cảm ơn nhiều và video Phượng tới đây xin phép tạm dừng. Phượng mến chúc tất cả quý bà con cô bác nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lành, hạnh phúc, giữ gìn sức khỏe trong mùa Covid. Phượng bye bye và Phượng hẹn gặp lại video kế tiếp. Bà anh Phúc nha, giữ gìn sức khỏe nha anh Phúc. Bà anh, chuyển đồ vô phòng nha. Bà em nha. Rồi, xong nhiệm vụ. Khỏe, giúp được một anh là một niềm vui. Một ngày giúp một anh, hai anh. Hôm nay là Phượng nha. Ngày hôm nay là Phượng chỉ giúp được một anh, đó là anh Phúc. Phượng rất là cảm ơn.
cái chương trình Phượng Cali cho Phượng cái cơ hội để gặp được nhiều anh chị như vậy. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn công ty YouTube đã thành lập ra cái công ty YouTube này để có cái cơ duyên mà gặp được nhiều anh chị gần xa trên thế giới đã gọi vào Phượng để nói những cái lời góp ý kiến. Thì có nhiều anh chị thì nói ra nói vô, nhưng mà ý kiến nào Phượng cũng đón nhận hết. Phượng rất là cảm ơn toàn thể anh chị xa gần góp ý kiến cho Phượng. Phượng thành thật cảm ơn rất là nhiều lắm. Nhiều khi đi quay như vậy có đôi lúc á, Phượng cũng nói ăn nói vụng về lắm, nhưng mà mong tất cả anh chị quý bà con cô bác thông cảm, tại vì kiến thức á, thì hạn hẹp, chữ nghĩa thì cũng không có, nghĩ sao nói vậy. Mong tất cả quý bà con cô bác anh chị có gì sơ sót đó thì bỏ qua cho Phượng. Phượng rất là cảm ơn nhiều lắm. Bây giờ Phượng đi trên đường rồi, ồn rồi, Phượng bye bye và Phượng hẹn gặp lại video kế tiếp. Phượng Cali.